Vườn này á, áp khí từ hồi đầu năm đó, và cạo từ hồi năm nay. Bên đây thì 1 tháng rưỡi đến 2 tháng bây giờ nắp chắp lần. Thì cái vùng da cây tốn rất là ít, tiết kiệm được 6 lần so với bình thường. Cái mặt dâm nó mỏng nên nó vừa dày dâm mà nó vừa tiết kiệm được cái bảng cây đó. Như này chỉ 1/6 thôi đó, nửa cây nó mới tới đây, nó được một chỉ có 1/6 cái vỏ cây thôi. Và năng suất vườn này tăng lên gấp đôi vượt quá khuyến cáo của mình 40%, tại vì trong cái quy trình của mình là chỉ được tăng 60% thôi, nhưng mà chủ vườn viết bào dữ quá, mất đến 100%, tại vì chủ yếu là cái này là quan sát, nếu mà độ nó không giảm á là thì sức cây nó vẫn ok, còn nếu mà độ giảm á là mình biết là cái cây nó hơi quá sức của nó chút. Nhưng mà cái vườn này thì độ nó giảm có chưa tới 1 độ, có 0 mấy độ thôi, nên chủ vườn họ cũng có kinh nghiệm nên họ thấy là cũng trong cái giới hạn an toàn, nên họ vẫn lấy ở cái mức đó và họ dừng lại là tăng 100% so với cũ. Hồi cũ thì 15 cây thì 100 cây thì lấy được 15 kg mũ, thì bây giờ tăng lên lấy được 30 kg. Phương pháp này ở Malaysia thì họ dùng áp khí, họ vẫn cạo giống như cạo như thế này nè đó, dâm nó chỉ chút xíu như đây thôi, và để họ sẽ tăng được cái là cái thời gian khai thác của cây cao su lên nhiều lần. Mà khi mà cây cao su nó càng lớn á thì cái khả năng ra mũ, cái lá tán rất tán lá nó càng nhiều thì cái khả năng tạo mũ nó càng cao, thì càng cây cao su càng lớn tuổi đó thì mình có thể tăng được cái mức mũ lên có cả gấp đôi, thậm chí những cây lớn 20-30 năm có thể tăng lên cả gấp 2-3 lần là chuyện bình thường. Còn bên mình thì đa phần là khai thác là tận diệt sớm quá nên về cái tính kinh tế lâu dài thì nó sẽ không có cao và không có hiệu quả bằng Malaysia. Malaysia thì chủ yếu là họ là 90% là cao su là thuộc tiểu điền nên họ rất là chú ý kỹ về vấn đề sản lượng. Khi mà sử dụng áp khí là họ tuân thủ là chặt chẽ, không có lấy mũ tăng gấp 2-3 lần hoặc là 3-4 lần gì đó. Trên cây thì nó lúc nào nó cũng có sức hết. Đây, vừa coi vẫn xanh tốt bình thường. Cây nó lúc nào cũng có sức và nó không ảnh hưởng đến cây đó, cây càng ngày càng lớn. Còn nếu mà sử dụng cái áp khí này mà lấy cái lượng mũ tăng 4-5 lần thì sẽ khiến cho cây nó bị quá sức và nó sẽ bị tình trạng là mũ đông nhanh, là do cái sinh lý cây cao su sản xuất nó để đề kháng, nó bảo vệ cây thì nó sản xuất ra một cái chất gọi là chất luteo, thường gọi là lutoid. Chất lutoid này á nó giúp mũ cao su khi ra môi trường ngoài thì nó vỡ ra, nó đông rất là nhanh. Nên khi mà bất cứ phương pháp nào bạn lấy mũ, như là bạn bôi thuốc hoặc là bạn áp khí hoặc là bạn lấy 2-3 dòng cây thì nếu mà cây nó kiệt mũ thì nó đều xảy ra cái tình trạng mũ đông nhanh. Nhưng mà nếu áp khí ethylene á thì mũ mà lấy quá sức á thì nó còn nguy hiểm hơn cái mấy phương pháp kia, là tại vì nó rút hết mũ trong cây ra thì cái phản ứng mà tạo ra chất luteo nó càng mạnh, nồng độ luteo nó rất là cao. Nên có áp khí lại thì nó cũng không có đủ cái lượng khí mình ức chế cái luteo trong mũ, thì lúc đó cái tỷ lệ luteo trong mũ quá cao rồi. Còn nếu mà bạn bôi thuốc và sau đó bị mất mũ một thời gian tầm khoảng 2-3 tháng thì bạn cạo lại rất là ít mũ thì bạn có thể dùng cái phương pháp này, tại vì nó sẽ ức chế cái luteo trong mũ và nó sẽ cho ra lại cái sản lượng giống như bình thường. Đó là cái cơ chế hoạt động của cái khí ethylene này trong cây cao su. Nên nếu mà đúng kỹ thuật thì nó sẽ mang lại cái lợi ích kinh tế rất là lớn, giống như Malaysia, Thái Lan áp dụng. Còn nó áp dụng sai cách thì nó sẽ dẫn tới cái hậu quả. Nên sử dụng phương pháp này đó thì phải có sự nghiên cứu, đầu tư, tìm hiểu đó, để cho thứ nhất là cái tâm lý mình nó vững vàng trước những cái thông tin, là giống như là trong trường làm hồi xưa chết cây đại loại như vậy.
Đây, chủ vườn thì rất là hài lòng về cái phương pháp này, tại vì giúp giảm được cái công lấy chuyển qua D3, sản lượng mũ tăng. Đây, đây là sản phẩm của bên mình sử dụng đến 6 tháng và bộ sản phẩm vẫn bình thường, không có vấn đề gì hết. Đây, mũ cao su thì tất nhiên nó sẽ dính vô trong cái nắp chóp, nhưng mà đằng này là nó ra hết và nó sạch sẽ như bình thường. Còn mũ cây cao su mà nó phải dính vô cái nắp chóp chứ, đôi khi nó dính đen, dính kính ở đó luôn. Nhưng mà sau khi bạn vệ sinh thì tất nhiên là nó sẽ sạch bon tại nóc mà. Mình có những clip kiểm hàng. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay là mình kiểm chứng là cho các bạn thấy là những cái vườn cây sử dụng từ đầu mùa đến giờ và sử dụng bằng phương pháp cạo luôn nha, chứ không phải khoan nha. Cạo thì nó khó hơn khoan nhiều, tại vì thứ nhất là phải tránh những ngày mưa đó, phải bấm máng cho nó, thì áp khí mà dùng ngày mưa nó dễ bị thâm miệng cạo lắm. Và phải cạo phải tính toán một chút, còn khoan thì dễ hơn nhiều đó. Cạo sau 6 tháng thì vẫn bình thường, cây vẫn tươi tốt, vẫn ra đọt non bình thường, một số cây vẫn đang ra đọt non. Rồi, xin chào các bạn, hẹn lại các bạn ở những clip sau, những clip mà những cái vườn cây mình áp dụng từ đầu mùa đến giờ, để cho các bạn thấy rõ là cái phương pháp này á, nó an toàn, làm đúng kỹ thuật thì nó an toàn đó, thì cây nó vẫn bình thường, không có vấn đề gì hết. Còn nó làm sai kỹ thuật giống như nông trường lấy mũ tăng gấp 3-4 lần thì nó sẽ xảy ra tình trạng là sau này cây nó sẽ đúng tầm khoảng đúng 1,5 tháng là cây nó bắt đầu nó kiệt mũ, và sau đó nó chuyển qua chế độ là đông mũ nhanh. Ok, bye bye, see you again. Rau đầu vụ có thể xuống gốc được mấy tháng nữa. Cái này da tái sinh nè, da tái sinh vừa mới cạo năm nay luôn nè, cái mũ bình thường nè, mũ ra quá trời. Cái này là nắp chóp là 1,5 tháng mới di chuyển một lần, nên như đây là đã 6 tháng rồi.